chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Ai đã chủ mưu trong việc hàng trăm dân thường bao vây biệt phủ võ văn thưởng tấn công bằng cà chua, trứng thối và phân bẩn. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị nội dung cực nóng sau. Ai đã bảo kê, bao che cho hơn 500 người dân biểu tình trước biệt phủ của ông Võ Văn Thưởng tại Hà Nội và ném phân cà chua, trứng thối vào nhà ông chút nước. Vì sao địa vị của Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng bị lung lay hơn bao giờ hết? Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, tuy sự kiện 4 tiếp viên hàng không mang ma túy đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề chấm dứt và vẫn âm ỉ khi dư luận đã bày tỏ sự bức xúc và bất đồng của mình gây áp lực lên bộ công an là người thụ lý vụ án. Hay cho rằng nếu không có cháu gục của ông Võ Văn Thưởng trong vụ án này, các nhân viên của hãng hàng không Airlines có lẽ phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc. Hầu hết dư luận đều cho rằng Võ Văn Thưởng đã dùng ảnh hưởng của mình can thiệp vào vụ án nhằm giải cứu cháu gái của mình họ còn đặt nghi vấn về vai trò của kẻ đúc lò vĩ đại nguyễn phú trọng ở đâu sau khi tìm hiểu nhiều người cho hay chính mối quan hệ giữa con trai của nguyễn phú trọng và cháu gái võ văn thưởng là võ ngọc như quỳnh khiến nguyễn phú trọng đành phải làm ngơ để võ văn thưởng tự tung tự tác theo các nguồn tin hiện nay chúng tôi thu thập được để làm dịu cân phẫn nộ của dư luận võ văn thưởng đã lệnh cho công an sài gòn tìm cách bắt thêm hai nhân vật tế thần được cho là chủ mưu trong đường dây vận chuyển ma túy và sau khi hai đối tượng trên bị bắt vào trại giam một kịch bản thường gặp đã được dựng nên khi hai đối tượng này bị những phạm nhân cùng phòng tấn công dẫn đến tử vong đây là cách mà các quan chức cộng sản có thế lực thường sử dụng để đóng hồ sơ của một vụ án nào đó mà đang làm dậy sóng dư luận mà trong trường hợp này là vụ án mang ma túy gần 12 kg của bốn tiếp viên hàng không, trong đó có người thân của ông Võ Văn Thưởng. Sau sự kiện mà báo chí truyền thông dưới sự định hướng của Võ Văn Thưởng, vốn trước đây từng là trưởng ban tuyên giáo, truyền thông được dẫn dắt đều đổ tất cả tội lỗi lên hai kẻ bị coi như là những nhân vật tế thần. Sự việc này khiến cho sự phẫn nộ của dư luận ngày một dân cao tạo ra một áp lực cực lớn lên Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Được biết, nếu làm rõ trắng đen vụ án này, Tô Lâm ngại phải đối mặt với thế lực của Võ Văn Thưởng và Nguyễn Phú Trọng. Khi ông ta biết rõ 10 mươi điều gì đang xảy ra trong bộ máy công an dưới quyền của ông, có lẽ vì thế phải chăng Tô Lâm đã dùng phương án khác để đối phó. Thưa quý vị, trong diễn biến có liên quan, không rõ vì sao có đội ngũ cảnh vệ bảo vệ nhà và cận vệ riêng luôn đi sát bên mình nhưng vào chiều tối qua biệt phủ của ông võ văn thưởng đã bị đám đông lên đến hàng trăm người chờ sẵn ở quanh nhà mắng chửi đánh đập ném chất bẩn cà chua trứng thối vào nhà thậm chí còn hành hung cảnh vệ của ông ta theo thông tin chúng tôi thu thập được võ văn thưởng lúc trên đường đi làm về chứng kiến sự việc và khi xe của ông ta bị người biểu tình bao vây, biết là tình hình khiêu khích và có thể xảy ra nguy hiểm. Dưới sự che chắn của đám cận vệ, ông ta mới thoát được dàn người biểu tình, vội vã bước vào trong nhà. Nhưng người biểu tình cứ đuổi theo, la ó, chửi bới. Võ Văn Thưởng sau khi vào được bên trong đã cho khóa cửa trong, bỏ mặt cho các cận vệ đối phó với người biểu tình, được cho là lên đến hơn 500 người họ vừa ném các vật bẩn vừa hô đã đảo Bộ văn thưởng là quan chức chuyên quyền độc đoán và yêu cầu ông ta từ chức cứ như thế họ la hét họ đã đảo có người còn mang một cây gậy sắt khoảng một mét tấn công một cận về đâm vào bụng cho anh ta gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đã đấm như tiếng súng bắn cảnh cáo đã vang lên nhưng điều đó không làm người biểu tình lo sợ Ngược lại còn làm cho họ kích động hơn. Mặc dù đã được hộ tống vào nhà, nhưng Võ Văn Thượng đã phải hứng chịu trận cà chua, trứng thối, phân bẩn dính đầy người, khiến ông ta vô cùng bối rối và lo lắng. Tình hình kéo dài, Hồ đã đảo, trụi bới suốt từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Gia đình ông Võ Văn Thượng có gọi công an một ba, nhưng có điều kỳ lạ là xe công an xuất hiện với nhiều người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó họ nhìn. Hòa mặt cho đám đông chửi bới, khá mạ, xông xáo. Khi đó có một công an mặc sắc phục thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá, mới nói với một gã thanh niên to lớn: Thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, hãy đi về. Trong vài tiếng đồng hồ thì như là một đám mưa đá xuống. Đến khi có lệnh của anh viên công an này, thì tự nhiên đoàn người biểu tình đã rút lui hết. Dư luận cho rằng sau sự kiện hy hữu này, có vẻ như cuộc chiến tranh giành quyền lực thanh trừng nội bộ trong đảng Cộng sản Việt Nam đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm chứng sự kiện nóng bỏng này và sẽ cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Trong một diễn biến liên quan, truy bắt đối tượng dùng dao tấn công, thiếu tá cảnh sát. Trong lúc can ngăn vụ xô xát, một thiếu tá công an ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội bị đối tượng nam giới dùng dao tấn công gây thương tích. Ngày mùng 5 tháng 4, Công an quận Hoàng Kiếm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang truy bắt đối tượng dùng dao tấn công một thiếu tá cảnh sát khi đang can ngăn vụ xô xát. Trước đó khoảng 22 giờ 40 phút ngày mùng 4 tháng 4, thiếu tá Trần Minh Đức, Công an phường Hàng Bườm, mặc thường phục đang đứng trụ sở trên phố Hàng Bườm, phát hiện hai người phụ nữ đánh nhau trước số 70 Hàng Bườm nên đã tới can ngăn. Trong lúc giữ một người nữ đưa về công an phường giải quyết, thì thiếu tá Đức bị một nam giới chạy tới cầm dao tấn công. Đến khi thấy lực lượng công an phường cùng người dân có mặt, thì hai đối tượng nam nữ được cho là vợ chồng lên xe ô tô đổ ở 47 Hàng Bường bỏ chạy. Thiếu tá Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với thương tích là một vết đâm ở lưng, một vết đâm ở bắp tay trái, một vết chém ở bắp tay phải trái hiện sức khỏe đã ổn định. Hiện cơ quan công an đã xác định được đối tượng liên quan và truy bắt. Cũng liên quan đến vụ việc. Chiều ngày mùng 5 tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tới bệnh viện thăm hỏi động viên Thiếu tá Trần Minh Đức. Trong một diễn biến liên quan, bắt giữ hai thanh niên mua bán trái phép 3 kg ma túy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng sinh năm 1996 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 kg ketamine. Trưa ngày mùng 5 tháng 4, thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phá thành phá hành công vụ án bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Trước đó, qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng phát hiện một đường dây ma túy từ vùng biên giới đưa về Việt Nam rồi đi qua các tỉnh tiêu thụ nên thành lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4 tại đường Vượt Lũ, DH16 thuộc địa bàn xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an tỉnh và công an huyện Nam Đàn tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh, cùng sinh năm 1996 và trú ở thành phố Vinh, Nghệ An. Lực lượng chức năng thu giữ một túi sách bên trong có 3 kg ma túy, catamin, hai xe mô tô và một điện thoại di động cùng 15 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong một diễn biến tiếp theo, ông trùm kho ma túy Katamin 500 tỷ ở Sài Gòn vừa bị phát hiện là ai? Liêu Minh Giang, 34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, là kẻ cầm đầu trong đường dây ma túy cực khủng, có giá lên đến hơn 500 tỷ. Báo Việt Nam Net đưa tin, Bộ Công an vừa phối hợp cùng các lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, công an Bình Dương và công an nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phá một đường dây buôn ma túy có lượng tan vật thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh thành phía Nam. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Cụ thể, chiều ngày 11 tháng 5, các lực lượng phối hợp đã đột kích vào một kho hàng nằm ở xã Vĩnh Lập A, huyện Bình Chánh. Tại đây, công an phát hiện 500 kg ketamine, ma túy tổng hợp, 4 máy ép, nhiều ô tô vân vân. Được biết, ma túy ketamin là loại hàng hiếm trên thị trường hiện nay, có tác dụng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác. Lô hàng bắt giữ có giá trị ước khoảng 500 tỷ. Tại hiện trường, công an bắt giữ Du Min Jun, sinh năm 1985, quốc tịch Đài Loan. Cùng thời điểm, một tổ công tác phối hợp khác đã ập vào một căn nhà ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, bắt giữ ba đối tượng. Liên quan đến đường dây ma túy này, báo đã cho biết thêm, Liêu Minh Giang, 34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, được xác định là cầm đầu, chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh để tập kết hàng. Trước đó, ngày 10 tháng 5, nhận tin báo nhóm Giang thuê người hàng gia, gia cố 60 gương lô, các máy ép bao bì tại kho hàng huyện Bình Chánh. Cục trưởng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng nhận định chúng thực hiện hành vi giấu ma túy, chỉ đạo năm tổ công tác chuẩn bị ba phương án phối hợp C04 theo dõi bắt giữ các nghi can và tang vật. Giang và đồng phạm được xác định là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, liên tục thay đổi nhiều hướng di chuyển. C04 phối hợp cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh thành lập chuyên án. Sau khi Giang và đồng phạm lên kế hoạch vận chuyển ma túy về Sài Gòn, từng công đoàn sẽ thuê người đứng nhận, đem giao những người này hoàn toàn không biết nhau và không biết hàng vận chuyển là chất cấm. Thời lượng còn lại của kinh thời sự là bản tin quốc tế. Kế hoạch viện trợ đạn pháo cho Ukraine gặp nhiều trục trặc. Dù có kế hoạch viện trợ, số đạn pháo trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine, nhưng cho đến nay EU vẫn chưa tìm được công ty đáp ứng gói thầu này. Ngày mùng 5 tháng 4, tờ Politico dẫn lời các quan chức Liên minh châu Âu EU dấu tên cho biết, thỏa thuận lịch sử cung cấp đạn pháo trị giá 2 tỷ euro, tương đương 2,14 tỷ USD cho quân đội Ukraine đang được thực hiện. Tuy nhiên, việc nhà thầu nào sẽ được trao hợp đồng này vẫn đang bị bỏ ngỏ. Kế hoạch đài tham vọng trên của EU được công bố vào cuối tháng 3. Theo đó, Ukraine sẽ được viện trợ hơn 1 triệu quả đạn pháo 155 ml trị giá hơn 1 tỷ USD trong 12 tháng tới. Còn 1 tỷ USD còn lại sẽ được sử dụng để tái bổ sung kho đạn cho các nước EU từng tham gia viện trợ đạn pháo cho Ukraine. Cũng theo nguồn tin trên, mục tiêu kế hoạch viện trợ đạn pháo đã có nhưng EU lại chưa chọn được nhà thầu sản xuất đạn pháo phù hợp với yêu cầu của các nước thành viên liên minh. Pháp cho rằng các công ty EU nên đảm nhận kế hoạch này nhưng không có một khung pháp lý rõ ràng để xác định nhà thầu nào là của EU. Hy Lạp và Cộng hòa Sip cũng có quan điểm tương tự đồng thời tỏ ý không muốn Thổ Nhĩ Kỳ nhận được gói thầu trên. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng cần xác định năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng của khối trước khi thực hiện thỏa thuận bởi việc mở rộng sản xuất không đơn giản như lời nói. Trong một cuộc họp vào ngày mùng 5 tháng 4, các nước thành viên EU vẫn không đạt được tiến bộ đáng kể nào đối với kế hoạch mua đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, EU vẫn cam kết thông qua một thỏa thuận viện trợ đạn pháo tạm thời mới cho Ukraine vào tuần tới. Mỹ, EU và NATO đều khẳng định họ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời vạch ra mục tiêu giúp Ukraine giành chiến thắng. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây nên dừng việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời khẳng định hành động này có thể dẫn đến đối đầu quân sự giữa hai bên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho biết Nga đã tăng sản lượng đạn dược của nước này lên gấp 3 lần số lượng đạn mà Mỹ và EU dự định cung cấp cho Kiev trong thời gian tới. Trong một diễn biến liên quan, vụ truy tố ông Donald Trump kịch tính chờ phía trước Suốt nhiều tuần lễ, các nhà quan sát thắc mắc về các cáo buộc chính xác mà công tố viên quận Manhattan, New York, ông Evan Rapp dành cho cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Điều này đã được công bố trong phiên điều trần vào chiều ngày 4 tháng 4 về địa phương khi ông Trump ra trình diện và chính thức bị truy tố tại tòa. Ông Trump bị cáo buộc 34 tội giả mạo sổ sách tại tập đoàn Trump Organization liên quan đến việc hoàn trả tiền cho ông Matri Cohen, cựu luật sư của ông Trump vào năm 2017. Ông Cohen đã khai rằng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông thay mặt ông Trump trả cho bà Stormy Daniel ngôi sao phim người lớn 130.000 USD để bà im lặng về điều bà tố cáo là mối quan hệ ngoài luồng với ông Trump. Theo báo The New York Times, nhiều chứng từ liên quan các khoản hoàn tiền cho ông Cohen đã bị đội lốt thành phí dịch vụ pháp lý. Với mỗi chứng từ như vậy, đại bồi thẩm đoàn New York đã cáo buộc ông Trung một tội giả mạo sổ sách theo luật của bang này và mỗi cáo buộc có thể dẫn đến án tù tối đa là 4 năm. Như vậy, với câu hỏi ông Trung có bị cáo buộc 34 tội danh khác nhau không? Câu trả lời của tờ báo là không. Bản thân cựu Tổng thống Mỹ đã phủ nhận tất cả 34 cáo buộc trong phiên điều trần kéo dài 45 phút hôm ngày 4 tháng 4. Trang US News bình luận có lẽ điều bất ngờ nhất trong bản cáo trạng dài 16 trang dành cho ông Trung là nó chứa quá ít bất ngờ. Hầu hết những thông tin này đã được tiết lộ rộng rãi từ trước. Các chuyên gia suy đoán ông Trung sẽ bị buộc tội nói dối về các khoản tiền bịt miệng để gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử tổng thống. Một cáo buộc không dễ chứng minh nhưng hóa ra cáo trạng lại bao gồm tội danh làm giả sổ sách dẫn đến hành vi phạm tội về thuế cấp bang cáo buộc này đơn giản hơn rất nhiều bà rebecca gofair chuyên gia trường luật new york và từng là công tố viên cấp bang nhận định với the new york times làm giả sổ sách thường chỉ là tội nhỏ ở new york muốn nó trở thành trọng tội các công tố viên phải chứng minh bị cáo có ý định phạm phải hỗ trợ hoặc che giấu một hành vi phạm tội thứ hai. Trong cuộc họp báo ngay sau phiên điều trần hôm ngày 4 tháng 4, ông Brad nói rằng hành vi giả mạo sổ sách chỉ là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm che giấu các vi phạm đối với luật bầu cử ở New York lẫn luật bầu cử liên bang. Cụ thể, các công tố viên cho rằng từ năm 2015 đến năm 2017, ông Trung và các đồng minh đã dùng tiền bưng bít những câu chuyện có thể gây tiêu cực cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trên thực tế, theo The New Time, hàng loạt chuyên gia luật bầu cử Mỹ tỏ ra nghi ngờ khả năng ông Rack có thể chỉ dùng luật về tài chính tranh cử mà nâng cấp được hành vi giả mạo sổ sách lên thành trọng tội. Dù vậy, công tố viên Brad vẫn nhấn mạnh ở giai đoạn này phía công tố không cần đi sâu vào những hành vi phạm tội khác mà họ tin là ông Trung có ý định phạm phải. Tuy nhiên sau cùng ông Red cũng phải lật bài theo ông Barry Kamin, một thẩm phán về hưu của tòa án tối cao New York bởi đó là yêu cầu tất yếu của giai đoạn tiếp theo của vụ án.